Gần 2 tuần nay, hơn 30 đoàn viên thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng nhân dân sửa chữa tuyến lộ xuống cấp ở khu vực 1, phường 5, thành phố Vị Thanh. Tuyến đường dài gần 1 cây số, rộng 2 mét, được xây dựng khang trang, làm lòng ông Ngô Phước Lợi phấn khởi và tự hào khi chính những bàn tay bộ đội góp sức kiến thiết quê hương. Cũng mừng lắm. Đây thì ra thì có xe, có đồ thì đi khỏe. Chứ học sinh rồi đi cũng đỡ hơn, trước đi lỗ đất, mưa thì xịn thôi. Trong những lần hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, tuổi trẻ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn nêu cao tinh thần, phía trước là nhân dân. Đây là chuyến về cùng nhân dân của cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Thành. Ăn cùng dân, ở với dân, các chiến sĩ chia thành từng nhóm đến từng hộ, hỗ trợ sửa chữa nhà, dặm giá lộ và cả thu hoạch nông sản. Sau mỗi chuyến hành quân, người dân càng thêm yêu quý hình ảnh bộ đội Cụ Hồ. Nó dột đây không biết sao leo trèo được, con nó không có về được nữa. Được vậy thì tôi cũng rất cảm ơn, mừng dữ lắm chứ không phải không mừng đâu. Bản thân tôi thì cảm thấy rất là vinh dự, tự hào được góp một phần sức công sức của mình vào cái việc xây dựng nông thôn mới của địa phương, cũng như góp phần công sức của mình vào xây dựng quê hương Hậu Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đi dân nhớ, ở dân thương, về dân mến. Gần 8 năm nay, mô hình về cùng nhân dân thu hút hơn 8.000 lượt cán bộ chiến sĩ, người dân tham gia. Qua đây, sửa chữa làm mới hơn 31 cây số đường giao thông nông thôn, gia cố gần 10 cây số đường sạt lở, sụt lún do mưa bão. Trong 20 năm, lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện hơn 62.000 ngày công lao động, sửa gần 1.300 căn nhà, phát quan gần 350 cây số đường nông thôn. Những hành động thiết thực góp phần cho tỉnh xây dựng thành công 40 trên 51 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 8 xã nông thôn mới nâng cao và 3 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Với tinh thần ở đâu nhân dân cần, ở đó có bộ đội, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh với tinh thần xung kích vượt khó, sẵn sàng giúp đỡ nhân dân trong mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh, thực hiện đúng lời thề quân với dân một ý chí.